Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua bán nhà đất Tây Ninh. Thì tiếp tục chuyên mục Nhà đẹp Tây Ninh. Hôm nay em Hậu đang có mặt tại xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu để gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái căn nhà vừa mới được xây xong. Căn này nằm hai mặt tiền đường, cách cái đường DT781 chỉ có 200m thôi quý anh chị. Rất là thuận tiện cho quý anh chị mình đi lại. Ở đường trước chúng ta có một cái con đường là 8m, hướng này dẫn ra đường DT781, ra chợ Đầu Mối, ra chợ Bầu Năng, về chùa Tàu Thánh cũng như là trung tâm thành phố Tây Ninh. Thì từ đây về chùa Tàu Thánh là 1,5 cây. Chúng ta đi về tới ngay chỗ chợ Long Hoa là 3 cây, về trung tâm thành phố Tây Ninh là 6 cây. Đó. Nhà cổng rào cao ráo kiên cố, nền rất là cao so với mặt đường, đã trừ hao thì mai mốt chúng ta có làm đường nhựa thì xe ô tô dẫn lên xuống thoải mái. Nhà chúng ta rất là cao, nhà thì đã được lót gạch và cái hai bên tường xây lên tới 2m luôn nha quý anh chị. Thì ở đây quý anh chị mình á sẽ có là một cái sân để ô tô cũng vô tư luôn. Đó. Mặt dựng quý anh chị mình có thể thấy được một cái căn nhà thiết kế hiện đại. Đấy, giật hợp rất là sang trọng. Cửa thì là 4 cánh. Đó. Có màn cửa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng khách ngang năm, dài năm. Và quý anh chị mình á, sẽ có cửa sổ nè, rèm cửa. Đó. Ở đây quý anh chị có thể thấy được là phòng rất là rộng ha. Trần thạch cao nè quý anh chị. Đấy, đèn led. Gạch là dán lên 1,5m và 6 rồi. Cái lối đi á, ở đây chúng ta sẽ có một cái lối đi khoảng 1,6m và 3 phòng ngủ. Đó, gạch là dán lên, trần là thạch cao. Đi thiết bị điện đầy đủ cho quý anh chị mình. Có gắn ống nước để cho quý anh chị mình đi máy lạnh rồi luôn nha. Có cửa sổ đầy đủ. Đó. Một cái căn nhà rất là xịn sò, với thiết kế hiện đại, dễ thương. Đó. 3 phòng ngủ, gần các tiện ích, chợ và trường học cho quý cô chú anh chị nào đang có tìm một cái căn nhà gần chùa Tàu Thánh, gần chợ, gần trường học để cho chúng ta có con em đi học ha. Và đây là cái không gian bếp với tủ treo phía trên và tủ phía dưới. Đó, gạch thì dán đây nè. Chúng ta cái bếp ngay này mình lau chùi nó cũng thuận tiện nha quý anh chị. Về khu vực phía sau thì chúng ta sẽ có nè. Ở đây á, một cái cửa ngăn giữa phòng bếp và nhà vệ sinh, nhà tắm. Rồi ở sau có thêm cái cửa sau nữa. Đó, nhà tắm và nhà vệ sinh là riêng luôn, tách biệt riêng. Đó. Quý anh chị mình thấy là dán gạch là lên tới trần luôn. Đấy. Và ở sau đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái con đường 8m. Dân cư bà con ở đây rất là nhiều. Đó. Một dãy nhà này luôn, nhà lầu không quen quý anh chị, rất là hoành tráng. Thì quý cô chú anh chị nào mà ở xa muốn biết thêm nhiều cái thông tin về bất động sản thì có thể liên hệ đến kênh Mua bán nhà đất Tây Ninh. Số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình. Đó. Và bây giờ thì chúng ta có thể nhìn sơ qua cái sổ để quý anh chị mình có thể hình dung được tổng quan hơn về cái bất động sản này. Thì ở đây nè, mình sẽ có một cái thửa đất là 355 tờ bản đồ số 25, thuộc là địa chỉ là xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 102m². Đất ở nông thôn là 50 và đất còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đường á, là chúng ta có hai con đường lát 8m ở phía trước và phía sau. Đất là ngang 5 nè, dài 20,65. Nhà là quay về cái hướng Tây nha quý anh chị. Thì với những cái công năng như vậy, sân ô tô, một phòng khách, 3 phòng ngủ, nhà thì hai mặt tiền. Quý anh chị, với một cái căn nhà đầy đủ công năng, sân ô tô, phòng khách, 3 phòng ngủ, chúng ta có một cái phòng bếp và hai mặt tiền trước sau, thì anh chủ sẽ gửi cho chúng ta một cái giá là 1.450.000.000 là quá tuyệt vời cho một cái căn nhà này. Thuận tiện đi lại, mình đi ra đường 781, đi về chợ Bầu Năng, đi về chợ Đầu Mối cũng rất là gần, đi về chùa Tàu Thánh cũng rất là gần. Quý anh chị nào mà mình đi về trung tâm thành phố Tây Ninh thì cũng chỉ mất có 6 cây số thôi. Đó. Thì với tất cả như vậy
Quý anh chị nào quan tâm liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình. Đó. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán ký gửi nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn ký gửi tìm bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh ha. 0839 666 736 nha quý anh chị. Và để không bỏ lỡ các sản phẩm tại thị trường tỉnh Tây Ninh thì quý anh chị mình có thể đăng ký cái nút đăng ký màu đỏ dưới màn hình để chúng ta có thể kết nối được với nhau. Để quý anh chị mình có thể cập nhật được nhanh nhất các sản phẩm tại thị trường tỉnh Tây Ninh này, không bỏ lỡ cơ hội đầu tư tại thị trường tỉnh Tây Ninh này nha. Và giai đoạn này thì như quý anh chị mình cũng có xem qua các báo đài thì đây là một thời điểm tốt để cho chúng ta có thể mua bất động sản. Vì cái mức giá tại thời điểm bây giờ nó là những cái mức giá gọi là mức giá thật. Đó. Nên quý anh chị nào yêu thích đang có nhu cầu liên hệ ngay 0839 666 736. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị mình xem kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cái bất động sản chúng ta và toàn cảnh xung quanh bất động sản nha. Xin mời quý anh chị. Và đây là vị trí bất động sản của chúng ta, nhìn tổng quan từ trên cao thì quý cô chú anh chị có thể thấy được một cái căn nhà thiết kế hiện đại đó, với một cái phong cách mới. Thì hy vọng rằng cái căn nhà này sẽ một phần nào đáp ứng được những cái yêu cầu của quý cô chú anh chị mình. Khu vực dân cư rất là đông, xa xa chúng ta là có khu du lịch Núi Bà luôn nè quý anh chị. Và cái con đường này là con đường dẫn cho chúng ta đi ra cái đường DT781 nối giữa cầu K13, đường DT784, đường vào thị trấn Dương Minh Châu cũng như lên khu du lịch Núi Bà. Và những quý cô chú anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ đi về tới cái đoạn đường Bồ Cốp để về DT781, về chùa Tòa Thánh cũng như là về thành phố Tây Ninh. Này, trước mặt quý anh chị mình đây á, là cái con đường DT781 nha quý anh chị. Đó, chúng ta quẹo trái là sẽ đi về hướng chùa Tòa Thánh. Đó, và cũng như là về trung tâm thành phố Tây Ninh. Còn mình quẹo phải hướng này nè, là quý anh chị mình có thể đi ra đường 784 để về thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đó, dân cư rất là đông. Thì cái đoạn này nó cũng có một cái tên khác, thường thường bà con ưa gọi á, là đường Cách Mạng 8 nói dài á. Đó, thì cứ trên cái con đường mình đi thẳng thẳng là quý anh chị mình sẽ đi ra tới ngay chỗ dòng xoay 30 tháng 4, trung tâm của thành phố Tây Ninh. Có một cái biểu tượng của Tây Ninh tại cái ngã tư giữa đường Cách Mạng 8 và đường 30 tháng 4 ha. Và bên tay trái quý anh chị mình đang thấy á, là nội ô chùa Tòa Thánh đó quý anh chị. Đó, rất là gần cái bất động sản của chúng ta ha. Và nếu mà quý anh chị mình đi bên tay phải là con đường Điện Biên Phủ sẽ giúp quý anh chị mình đi về khu du lịch Núi Bà luôn nha. Quý cô chú anh chị mình đang xem đây là kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cái bất động sản ta thuộc huyện Dương Minh Châu. Và ở đây là vị trí của cái bất động sản là đã được phủ hồng rồi. Và phía ngoài đây là cái đường DT781. Ở đây là văn phòng ấp Ninh Thuận nha quý anh chị. Và hướng này á, là quý anh chị mình sẽ đi về chùa Tòa Thánh, đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó, nếu mà chúng ta đi hướng bên tay trái. Còn nếu mà đi qua tay phải á, thì chúng ta sẽ đi về Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng nè. Và ngay chỗ này á, chúng ta sẽ có là ngã ba Bầu Năng và chợ Bầu Năng. Thì nằm giữa cái con đường Bồ Cốp và cái con đường DT781. Trường tiểu học Bầu Năng cũng rất là nhiều cái tiện ích ở khu vực này. Và bên đây quý anh chị mình có thể thấy được là cái đầu xuống của cái cao tốc Gò Dầu Sa Mát là nằm ở đây nè quý anh chị. Và kế bên cái bất động sản của chúng ta cũng có một cái quy hoạch là khu tái định cư của tỉnh kết hợp với phát triển khu nhà ở thương mại dịch vụ nha. Đấy, rất là nhiều cái cơ hội. Kế bên đây nữa quý anh chị mình thấy nè, ngay cái khu vực cầu K13 thương mại dịch vụ quá chừng luôn quý anh chị ơi. Đó, thì thấy cái tiềm năng nó như thế nào rồi ha. Và từ vị trí bất động sản, bây giờ em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình, chúng ta sẽ đi ra cái đường DT781 để cho quý anh chị mình
nắm được cái khung cảnh ở đây, coi đường xá, bà con ở đây, dân cư như thế nào, không hay không ha. Thì khu vực này hiện tại thì đường thì đang là đường sỏi, nhưng mà theo chia sẻ của bà con ở khu vực này thì sắp tới thì các con đường ở đây cũng sẽ được làm nhựa hết nha quý anh chị. Đó, nên những cái con đường như vậy bây giờ mình về đây mình đầu tư cũng rất là hợp lý. Chứ bây giờ nếu mà đã để lên nhựa rồi thì giá nó sẽ không có còn như vậy nữa nha quý anh chị. Đó, và trước mắt quý anh chị mình đang thấy ở đây là đường DT 7 tháng 1 nè. Nó mình rẽ trái là quý anh chị mình sẽ đi về chùa Thọ Thánh, đi về thành phố Tây Ninh. Đó, hướng này nha quý anh chị. Còn cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về cầu cao 13 vào thị trấn Dương Minh Châu, khu du lịch Núi Bà, cũng như là đi ra cái đường 784 để quý anh chị mình đi về thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ em hỏi xin gợi lại để cho quý cô chú anh chị mình thử xem được đoạn này. Thì đầu đường ở đây nè quý anh chị, chúng ta sẽ có một cái bảng là Hotel Thanh Thảo và kế bên giữa hải sản Hồng Sò. Đó, quý cô chú anh chị nào ở xa mình đến đây thì cứ đến ngay chỗ vừa hải sản Hồng Sò và alo cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh ha, để em hậu có thể đến để hỗ trợ quý cô chú anh chị, hoặc là quý anh chị mình có biết thì cứ tới ngay chỗ chùa Thọ Thánh thôi. Alo số điện thoại là 0839 666 736 để em được đến và hỗ trợ cô chú anh chị mình xem bất động sản nha. Và để không bỏ lỡ các sản phẩm đầu tư như định cư và tiềm năng tại thị trường tỉnh Tây Ninh thì chúng ta hãy đăng ký kênh và bấm cái nút màu đỏ ngay có màn hình đó quý vị, và quý vị mình bấm vào nút đăng ký để cập nhật các sản phẩm mới và nhận được các thông tin khi mà kênh mua bán nhà đất thông tin Tây Ninh đăng sản phẩm lên ha. Đó. Và nếu mà yêu thích thì quý cô chú anh chị mình có thể like cho cái video này một like để tiếp thêm động lực giúp cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh gửi đến quý cô chú anh chị mình các sản phẩm tại thị trường tỉnh Tây Ninh này một cách nhanh nhất. Và bên tay trái em hậu đây là khuôn viên chùa Thọ Thánh. Đó. Và trước mặt ở đây chúng ta là cái đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ đường đoạn này là cách mạng tháng 8 nó dài, và đường Điện Biên Phủ nha quý anh chị. Đây quý anh chị có thể thấy đây là cái cổng chùa. Đó. Còn bên đây là hướng này, đây là đường Điện Biên Phủ nè. Thì quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, thì video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin